Thưa quý vị và các bạn, sau khi giải nghệ Premier League mùa 7 kết thúc thành công, Hội bóng đá Phong Tào Nghệ An tiếp tục tổ chức giải bóng đá các câu lạc bộ Bắc miền Trung năm 2021 với các câu lạc bộ đến từ Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Hà Tĩnh và chủ nhà Nghệ An. Giải có sự tham gia của những ngôi sao bóng đá phủi nổi tiếng cả nước cùng gian câu cầu thủ của sông Lam Nghệ An hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu đỉnh cao. Tám câu lạc bộ tham dự giải bóng đá Bắc Miền Trung năm 2021 đến từ Đà Nẵng, Huế, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và bốn đội của Nghệ An. Theo kết quả của lễ bốc thăm chia bảng, tám đội bóng được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng giành quyền vào trận bán kết tranh hạng ba và chung kết, nhằm đảm bảo tính công bằng và tạo ra cơ hội cọ sát cho các đội. Mỗi bảng đấu sẽ có hai đội chủ nhà Nghệ An và hai đội ngoài tỉnh. Cụ thể bảng A gồm New Focus của Hà Tĩnh, Lucky Thanh Hà của Thanh Hóa và hai đội chủ nhà Văn Minh FC, Vân Tài hung Kiều bảng b là hiếu hoa akahako của đà nẵng forjil fc huế và hai đội chủ nhà là phước an company vina taba của nghệ an mặc dù đây chỉ là mới lần đầu tiên giải đấu được tổ chức nhưng với sự góp mặt của những ngôi sao bóng đá phổi việt nam như cup devila dương văn tuấn hạnh Oisin hay các cầu thủ đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ sông lam nghệ an như văn bình quang tỉnh âu văn hoàn thì chắc chắn sức hút cũng như chuyên môn của giải là rất cao Ban tổ chức giải hy vọng đây sẽ là sân chơi liên tỉnh, tạo điều kiện giao lưu kết nối, tạo sự phát triển cho bóng đá phong trào trong khu vực, đồng thời mở rộng vòng tay chào đón tất cả những người bạn về với Nghệ An để cảm nhận thấy rõ tấm thân tình của con người xứ Nghệ, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Lễ khai mạc và luật trận đầu tiên của vòng bảng giải Bắc miền Trung sẽ được diễn ra vào 14 giờ ngày 6 tháng 3 tại sân bóng trường cao đẳng Việt Hàn.